Truyền thông Belarus hôm 15 tháng 5 đã công bố một video hoạt động của Tổng thống Alexander Lukashenko sau khi có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông vào cuối tuần trước. Đoạn video cho thấy nhà lãnh đạo 68 tuổi đang có mặt tại một trung tâm chỉ huy quân sự. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông sau gần một tuần. Trong bộ quân phục, Tổng thống Lukashenko ngồi trên ghế nói chuyện với các sĩ quan. Ông dường như có một miếng băng ở tay trái và đôi khi bị hụt hơi. Nhà lãnh đạo đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi tham dự buổi duyệt binh của Nga tại quảng trường đỏ ở Moscow vào hôm 9 tháng 5. Sau đó, ông đã vắng mặt trong bữa trưa do Tổng thống Nga Vladimir Putin chiêu đãi và trong khi các nhà lãnh đạo tản bộ sau cuộc duyệt binh, thì ông Lukashenko chọn lái xe. Vào hôm 14 tháng 5, Tổng thống Lukashenko đã bỏ lỡ một buổi lễ ở Minsk trong bối cảnh có thông tin chưa xác nhận cho rằng ông phải nhập viện. Ông Lukashenko đã lãnh đạo Belarus từ năm 1994. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.